Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cầu Huyền Thoại Trống Trơ. Và hôm qua thì mình đã đi vào làng Tống, vào trong nhà Lưu Mỹ. Thì cũng nghe anh em báo tin ở đây ra là máy có chút vấn đề về búa đập đá, nên là phải sửa chữa mất một ngày. Thì hôm nay vừa mới mình vào đây thì thợ sửa chữa vừa mới sửa xong. Máy bây giờ đang tiến hành múc từ dưới này các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ xuống phía dưới đi cập nhật tình hình cho các bạn cũng biết. Và hôm nay có thể là mình sẽ lên trên nhà cô dâu 15 tuổi, nhà A Thành ấy, để xem là thợ thuyền hoàn thiện cái nhà như thế nào để lên nghiệm thu cái công trình ấy và giả tiền thợ cho nhà cô dâu 15 tuổi các bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Đấy, 2 ngày mới múc được cái nền móng. Thì bây giờ phải phá cái tràn đá kia khá là nhiều kìa. Bây giờ các anh đang đưa ra phương án đó là phải dọn hết cái phần hạ lưu này đi để nước nó tụt xuống và đặt cống cho khô ráo, xong bắt đầu mới phá được cái đá tràn đá này, tràn đá bên này và tràn và góc đá này. Ở đây toàn đá liền khối thôi. Đấy, đợt trước bây giờ nó lộ ra những cái vỉa đá này mới biết là cái móng kia phải nói là cực kỳ là an toàn. Đợt trước đã đào xuống đá đấy, và bây giờ đào xuống tận đây nó còn đá nó còn khổng lồ hơn nữa. Mố kia cũng vậy, hai mố nằm trên cái tảng đá phải nói là cực kỳ là lớn luôn. Còn phía bên này đây này, chỗ này các anh định là tập kết cát sỏi xi măng ở tại khu vực này, chắc là vẫn phải san ra rộng nữa. Và đây là đường mình vừa mới đề cập với anh là khi mà múc xong phía dưới kia thì làm cho mình một cái con đường để đi ô tô mình đi được lấy cát lên cái đường này các bạn này, thẳng luôn theo cái đường này, không đi đường kia nữa nhé, đường kia nó hơi dốc, đi thẳng đường này lùi xuống thẳng đây luôn. Chỗ này san lấp thì san gạt nó ra, xong bắt đầu là dùng cái một lớp đất phủ bên trên. Mùa này nó không có lũ thì cũng không sợ đâu, mùa kia thì mới sợ là san lấp xong nó bay đường, nhưng mùa này chắc là không yên tâm, không lo. Cái lượng đất đá ở đây nó khá nhiều, xử lý được cái nước này nó cũng là vấn đề đấy các bạn. Đây, phá cái tràn đá ngầm này các bạn này. Đá này là một cái loại đá liền khối, nó có gọi là đá gốc đấy, liền khối đấy. Tẩy mặt bằng này đi là rất là chắc chắn luôn. Đây là tim nhá, tim cầu đây các bạn nhé, tim vạch đỏ này, mép bên này là mé cầu bên này, đây hai bên, đây hai bên vạch đỏ này. Còn tim nó ở giữa này. Sáng nay mình vào thì thấy có một xe vật liệu, xe đá đổ ở phía trên hai cột điện kia các bạn. Xe to người ta không vào được, nên là phải làm hai chặng đổ trên kia, xong bắt đầu lại có xe công ty tăng cường xuống dưới bãi này các bạn nhé. Thì không xuống thẳng đây được, xe to người ta không cua được, không xuống được, rất là nguy hiểm luôn, dốc. Anh đang định san cái này, xong bắt đầu chắc là đào cái này cho nó sâu xuống để nó rút nước đi, nước nó ráo á, đi theo dòng để mà xử lý cái đá trên móng. Bây giờ nước có
dày lên đây khó làm, không khơi nguồn sang bên cạnh được các bạn ạ, vì đá còn đá liền phối hai bên bờ cửa sổ này, đá liền phối ấy không thể đào sâu bên phía bên cạnh được. Trong khi chờ đợi máy làm thì mình sẽ tiếp tục di chuyển lên phía bên trên A Thành kia để xem giải quyết vấn đề về nghiệm thu cái nhà A Thành đấy các bạn nhé. Trong tí nữa, chiều mình lại quay xuống. Em lên trên bản trước đây. Lên bản đây. Hả? À. Củi à? Ờ, làm gì đấy? Củi cho vào cái nhà này cơ à? À, sắt gạo à? Ây da, đi ấy về à? Đi nương về à? Em đi... chặt củi á? À. Sao là hai đứa này ở nhà nào đấy? Trộm dứa ở dưới nhà ông Báo. Hai thằng này á? Vâng. Đi ăn trộm dứa. Vâng. Được, liều phết đấy nhờ. Hỏi là con bảo là ông Báo cho. Ừ. Hỏi thật sao mà hai đứa bảo là trộm. Trộm à? Bắt đi tù đấy nhá. Đừng nếu làm thế nhá. Nếu mà không là bảo là à Tú bắt đi đấy nhá. Mùi. Hai đại ca trên cổ là hai khẩu súng. Vừa đi ăn trộm về. Ừ, được rồi, anh vào nhà Thành tí. Gặp lại em sông đây này. Lâu lắm không gặp nhỉ. Vẫn xinh như ngày nào nhỉ. Sao đâu mà xấu, xinh nhỉ. Xong hết việc chưa, nương niếc xong chưa? Nương xong nhưng mà chưa chặt củi xong rồi anh ạ. Chặt củi à? Người Mông mùa này người ta hay gom củi đấy nhỉ. Tết. Tết đun. Dạ Tú bắt đi đi nhá, mình không phải ăn trộm nhá. Ê, bắt à, lấy được nhiều không? Hả? Lù lù hay là mí mí? Quả ấy, quả dứa ấy. Có trộm được mấy quả? Hả? Giò. Giò? Cười hai thằng này. Vườn rau nhà nào đẹp thế? A Su ơi, vườn này vườn nhà nào đấy? Vườn nhà nào đẹp thế? Bình à? Úi, trồng rau bạt ngàn sướng nhỉ. Đây, có xe huyền thoại đây. Thấy có xe cộ khá nhiều, chắc là thợ
đang hoàn thiện. Ồ, đây rồi, thấy vách của nhà A Thành bưng vách rồi đây này. Nho rồng. Cô dâu 15 tuổi. Xin chào A Thành nhá. Làm cái gì đấy? Em làm chốt cửa. Chốt cửa? Ai da, thiết kế. Cái nhà đẹp thế nhỉ. Nhè. Thợ đâu hết rồi? À thế à, ngồi chưa à? Ăn cơm xong chưa à? Vừa ăn xong rồi. À thế à. Ây da, thợ này làm được cái nhà này đẹp đấy. Phải nói công nhận đấy. Có một cái cửa sổ đây sáng thế nhỉ. Đây các bạn ạ. Chưa lịa vách xong đâu nhưng mà nhìn hình thức nhà của Thành đẹp lắm. Làm nốt trưa nay là xong. À nốt trưa nay là xong à? Đến chiều là xong à? Chiều xong à? Làm xong đi. Bàn giao tiền thợ luôn. Mai kia bàn giao, mai bàn giao. Mai bàn giao à? Không, cứ gửi. Làm cái giường. Giường thì em không còn biết, em chỉ biết là bàn giao cái khung nhà cho anh thôi. Tiền hôm trước A Thành ứng về là 5 triệu rồi nhé. Giờ chỉ còn 17 à. Tổng cái nhà này 22 nhỉ. Anh giờ làm cái nhà thiết kế kiểu A Thành này. Cái nhà nó cao nhỉ. Nhìn cái nhà nó kiểu thoáng thoáng ấy. Đây các bạn nhé, bắn máy bắn miếc rất là đẹp rồi đây này. Cái gì đấy, sao lại còn bưng vào đây để làm cái gì đấy? Bưng vào đây để hôm nào thường lắm thì làm nhà bếp. Là nhà bếp ở chỗ này đúng không? Đúng, nhà bếp này. Cả một khung này đúng không? Vâng. Được, cái này là nhà bếp tốt đấy, đây này. Đấy, khói nó ra đằng này chứ làm gì nó không quay lại đây được đâu. Nó ra đằng kia. Được. Cái này còn đây còn cho một thành còn một cái ngang như này là một nệm ngang nữa cả. Nệm ngang thì làm nệm ngang xong thì đẹp lắm. Nệm ngang thì khỏe lắm, khỏe ván lắm. Chắc chắn mà đẹp thật, sáng sủa nhà nhìn được đấy. Cái máng này đã thử nước mưa bao giờ chưa? Thử nước chân hôm nọ mưa rồi gì? Có ổn không? Có. Ổn đấy gì? Đẹp. Công nhận. Xem thợ mộc A Thành đang làm cái này là cái gì? Cái khóa cửa. À. Chốt cái cửa. Đai để giữ cái cửa đấy đúng không? Đúng rồi. Gỗ tươi thế. Gỗ này tươi. Mấy hôm nữa kéo. Nhưng mà cái đấy nó không ảnh hưởng mấy nhỉ. Đúng rồi. Hôm kia với sẻ thôi. Kia với sẻ. Hôm qua nhờ anh em vác về. Hôm nay làm luôn. Làm nhanh nhanh để chuẩn bị làm cầu là không có thời gian rồi đấy. Máy xúc đầu đường lên em ở bờ hồ kia chưa? Đang đào. Đang đào à? Phá đá, nhiều đá nó to lắm. À xem nào, xem bên này xem. Ý giờ cái nhà hoành tráng thế nhỉ. Với mức giá như nhau mà 22 triệu mà nhà ba anh em khờ là 25 triệu, nhưng cái nhà này thiết kế khác và nhìn nó khác hẳn đấy các bạn. Nhìn công nhận, mình phải ghi nhận là cái thiết kế này đẹp đấy. Tức là nhìn cái ngôi nhà nó sẽ cao ráo, nó có cái độ thoáng, nó không bị bí vì hai cái hiên nó cụp xuống. Hai cái hiên nó lại thiết kế thành hai mái, nhìn nó rất là cao thoáng nhà đẹp. chỗ này không có đất nhỉ. Mai sau làm cái tràn bằng gỗ như thế này này, nhưng mà làm chắc chắn vào. Cô dâu 15 tuổi hôm qua gặp đi đi đâu ấy nhỉ? Quên rồi. Đi ngoại về. À đi bằng ngoại về à? Dạ. Sang bên đây làm gì em? Hả? Sang bằng ngoại làm gì? Bằng ngoại. Chơi à? Dạ. Đi giúp bà ngoại. Đi giúp bà ngoại. À, đi giúp bà ngoại. Bà ngoại làm gì?
Chăn trâu. Chăn trâu. Giúp bố ngoại chăn trâu. Trẻ măng 15 tuổi. Con được 1 tuổi hơn tuổi nhà em nhỉ? Dạ. Thế con định làm đứa nữa không? Quay về đây nhìn vào máy quay để hỏi thăm tí xem nào. Không. Mí mí thế này đừng có làm nữa nhá. Dạ. Ừ. Đẻ nhiều chứ là không nuôi được đấy. Tiền mua quần áo là con chả thế. Sữa uống bây giờ. Tiền có sữa uống đấy, đừng có đùa. Có tiền mua sữa cho con uống rồi. Cho nó ăn sữa mẹ, ăn sữa ngoài. Sữa mẹ hết rồi à? Còn nhưng mà không ăn nữa đâu. Còn nữa không ăn nữa? Thế yeah. Nó mười mấy tháng mà nó không ăn sữa mẹ? Nó có được 4 tháng rồi nó... 4 tháng sao lại không ăn sữa mẹ nhỉ? Sữa mẹ không đủ ăn nhưng nó ăn cơm bình thường. Cho nó ăn cơm rồi á? Cho nó ăn cháo kìa. Cho nó ăn cháo rồi á? Sữa mẹ sao lại không ăn nhỉ? Hay là mình không rửa đi quá à? Mình rửa. Mình rửa không? Hả? Không đủ ăn thì nó ăn rồi không có sữa thì nó cũng khóc đi. Đúng rồi. Có cân thì ăn no. Nó... Phải mua cháo cho ăn. Phải nấu cháo cho nó ăn à? Vâng. Ui hai thằng này hết ăn trộm dứa xong bây giờ lại quay lại sang để khiêng chuối đi đâu đây hai bố đời này. đấy, hai bố đời này chắc được 2 tuổi không? Một thằng 3 tuổi, một thằng 2 tuổi không? Nó biết đi lấy, đi xuống nương người ta đi vặt chuối à? À vặt dứa xong bây giờ quay lại là đi nhặt chuối. Nhìn cái cảnh này hay thật đấy các bạn ạ. Trẻ con vùng cao nó ít các cái trò chơi ấy, tâm ra là các em ấy thường hay ra nương, ra đồi, ra quanh quanh bản này chơi những cái nghịch, những cái đồ mà nó gắn liền với thiên nhiên các bạn. Trèo cây, hái quả rồi là chui rúc vào trong đồi, trong đếp để chơi chẳng hạn thế. Đây, sau khi nghỉ trưa xong thì các bác thợ bào một loạt gỗ và những mảnh gỗ cuối cùng để ghép cho nhà thành đấy các bạn này. Xem người Mông người ta ghép cái ván vách này kiểu gì các bạn ấy. Bác thợ ở đây làm. À để này xong tí mình nẹp một phát bên này nữa là ok đúng không? Vâng. Thế giữa hai mảnh ván có soi không? À soi đi tới nhỉ? Soi. Soi thế này thì mai sau nó khô, nó ngót, nó đỡ hở nha. Cái cây này tươi, đúng không? Cái này còn tươi. Cái này mai sau nó sẽ khô thì nó sẽ có độ cong vênh và là độ ngót đấy. Soi sâu này thì chắc là đỡ. Củ sắn nhà cô dâu 15 tuổi thế nào. Nào nhóm lửa đi. Đi đâu ấy? Lấy củi, củi đây đây đầy đây. Bản năm nay đi đâu hết rồi, vắng thế nhờ Thành nhỉ? Giờ này bản làm nương làm gì không mà sao là chả thấy ai vắng đấy. Đi làm trên đồi hết à? Hãy
Sao con nhà đẹp rồi, vui không? Có. Thành ơi, anh bảo này. Đâu rồi? Thành đâu rồi nhỉ? Xong cái này hôm nào phải phải ấy quá. Cái cát về rửa nào xe anh nhớ chở cho. Hôm nào để lái xe nào làm đường đến cửa anh chở hai chuyến, một chuyến, hai ba chuyến. Chắc là hai chuyến, nhà này phải tầm khoảng 6-7 khối cát. Nhà rộng. Kết thợ xong là xay đổ lên gạch chắc rồi. Ừ. Này là thợ là coi như là xong hết rồi, cần gì nữa. Đâu xem nào, nướng quả củ sắn ăn chờ thợ xong rồi này. Ui, sao lại hơi thế này. Hơi cho khô. Nướng à? Ừ, nướng. Đợi nó khô đã. Chờ nó khô nó có than đã. Sắn nhà mình còn nhiều không? Còn nhiều, xa nhà em không còn. Hết lợn chết hết rồi, không có lợn ăn còn nhiều lắm. Lợn chết hết không có lợn ăn à? Chết rồi, không có lợn mấy năm rồi. Nấu rượu. Nấu rượu. Không có ai mua nấu rượu rồi. Rượu sắn. Nấu. Ở đây không nấu được men lá nhỉ? Đây không nấu. Sắn chín ngon chưa này? Chưa chín mấy nhưng mà mình lâu lắm rồi đã ăn sắn rồi các bạn ạ. Thế các bạn nhìn có rõ không ở đây? Có bắt nét được không nhỉ? Đây 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 đây. Ngon chưa? Ý. Chưa chín mấy, một bên một nửa chưa chín mấy. Hơi ép tí nhỉ? Để đây. Một bên thì này, bở này cơ mà. Ngon quá này. Thành ngày xưa có phải ăn sắn không? Ngày xưa ăn sắn, bố mẹ nhiều, nhà nhiều nhà ở. Bố mẹ anh rể của bố mẹ xuống đây làm nhà cho bọn em ở xong. Không có gọc ăn, bố mẹ đi trên bảo mua lấy gỗ về bán dưới kia. Hoặc là mua thóc về nhà bà khúc kia. Nếu bán được vài trăm thì bố chỉ có đưa 100 đi mua gọc, 200-300 thì bố đi mua thuốc huyện về hút. Đấy. Để mọi người rất là khổ, rất là nghèo. Không có gọi ăn rất là đói luôn, chỉ có ăn toàn sắn. Toàn phải ăn sắn các bạn ạ. Với lại ăn ngô này. Sắn với ngô cũng được ăn cả? Ở đây ăn ngô cả? Ừ, cho mọi người ăn ngô mà lấy... Làm kiểu men mén của người người ấy. Đúng rồi. Ăn ngô thôi. Có ngày ăn ngô ăn sắn hồi xưa là ăn với lại một loại củ mà giống như... Khoai sọ ấy. Củ nâu nâu ở trên rừng ấy phải không? Đúng rồi. Ăn là chát chát cổ này. Đúng rồi. Là một ngày là chỉ có được ăn một bữa và hai bữa là nghỉ cả ngày cả đêm luôn. Rất là đói. Với lại hồi xưa không bố mẹ không có điều kiện, quần áo thì không có. Lúc bọn em đang được 7-8 tuổi còn chưa có quần áo màn. Giống như kiểu người... Tới quần đi giống như kiểu là người rừng ấy. Kiểu người rừng. Ok, vậy là vách của nhà A Thành đã hoàn tất. Đúng rất là đẹp, và buổi chiều hôm nay mình lên là đúng cái thời điểm là thợ hoàn tất, thế nên là bàn giao luôn cái tiền công thợ. Hiện tại bây giờ là anh ơi, bây giờ là cái nhà của A Thành là trách nhiệm của bọn anh là xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi. Xong hết rồi. Đấy, bây giờ hôm nay thì em lên bàn giao luôn tiền. Lên đánh giá là phải nói là đội thợ bọn anh làm cũng khá là tỉ mỉ và đẹp đấy. Được. Ghi nhận đấy. Hôm trước A Thành là ứng của em là 5 triệu rồi về đưa cho các anh chưa? Đưa rồi. À. Đưa 5 triệu rồi. À. Tổng là 22 triệu đúng không? Ok, bây giờ em bàn giao luôn nhé. Hôm nay thì rất là cảm ơn các anh nhé. Hoàn thiện ngôi nhà này đẹp đấy. Một,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 triệu này. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Đấy. Đấy, bản giao cho anh nhé. Đúng rồi. Đây là 2, 4, 6, 8, 10 đúng không? Em rút lên là dư 1 triệu mà. Dư 1 triệu à? Ok nhé, cảm ơn anh nhé, hoàn thiện công trình. Anh Tú, cảm ơn nhé. Nào có cái nhà gỗ nào lại gọi người này anh đi làm mà được đấy. Nếu nào có chỗ nào không có thì anh bảo anh em. Rồi ok, được. Ok, cơ bản vậy thôi các bạn ạ. Mình lên đây để cập nhật tình hình nhà A Thành đã hoàn thiện. Phần về phần gỗ là xong 100%. Và tới đây là A Thành sẽ cố gắng là làm nốt cái nền, thế là xong hoàn thiện công trình các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xuống phía dưới cầu để xem tình hình móng mố cầu đào xong chưa. Và mở cho mình cái đường để lấy cát chưa các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục xuống phía dưới này. Đây, chúng ta trở lại với phía móng cầu thì đấy, lúc mình lên là buổi sáng, bây giờ về là buổi chiều các bạn ạ. Buổi chiều về thì các anh đã khơi được cái dòng nước, nói chung là khơi được một cái dòng khá là sâu xuống để nó rút nước từ cái móng này đi này. Đấy, bây giờ đã lộ đá và lộ móng lên nhìn rõ hơn một chút. Ngày mai thì các anh sẽ phá cái đá này. Đấy, một cái dòng rất là sâu xuống. Còn phía bên này thì các anh đang triển khai cho mở cái đường ô tô mình chạy lấy cát đây. Đó. Ô, mẹ A Thành. Đi đâu về đây? Đi chơi. Đi chơi á? Đi chơi tận đâu mà hôm nay mới về? Mấy ngày rồi? Chắc là đi thăm anh em. Các bạn nhớ là ngày xưa bà con chạy thi vào đây. Xin chào. Anh làm đây được không? Dạ vâng, quá được luôn anh ạ. Từ đây lên đến qua hòn đá, qua suối này luôn nhỉ? Đó. Tắt được bao nhiêu mà đỡ phải dốc chứ đúng không? Em thẳng theo cái lòng suối này luôn. Ây da, chỗ này tôn đất đá và nhiều phết đấy, cao này mà đi được qua đây thì quá là đẹp rồi, nhưng mà chỗ này tôn vào nhiều đá phết đấy. Đấy, xuyên thẳng qua đây là sang bên chỗ lấy cát luôn các bạn. Kia thấy bãi cát bên kia, cái tay mình chỉ đấy. Đây, cả cái khu vực này luôn là cát luôn, nhưng mà nó lẫn với sỏi. Cái này phải gạt lớp bên trên đi thì bên dưới rất là nhiều cát, nó phải lên mấy trăm khối cát ở chỗ này. Đây này, đặc cát luôn. Bà con dạo này bên bản chống tàu cũng sang đây để lấy
lấy làm ấy các bạn, làm nền nhà ấy. Với lại đợt làm cầu ấy mới hot được một tí chỗ này. Nói chung là còn thoải mái, đây này. Cả 1 mét cát luôn. Có khi còn sâu hơn đấy. Tại vì nghe nói là bà con nói là ngày xưa ở đây ấy, nó là một những cái thửa ruộng của người dân người ta làm cơ. Nhưng bây giờ nó lấp hết rồi. Nó rất là cao, nó phải đến 1-2 mét đấy. Phải đến 2 mét chiều đứng ấy. Đấy, nó quẩn vào đây rất là nhiều cát luôn. Này, lùi xe lên đây là dân cứ thế mà xúc lên thôi. Dân xúc lên thôi. Còn nếu mà cái mặt trên nó mà sạn quá thì chắc phải nhờ máy xúc gạt đi cái lớp bên trên để dân bản tự xúc. Còn máy hút cát thì thật ra ở đây nó lại không phải là ở chỗ nước các bạn ạ. Nó lại ở khô, tức là khai thác khô các bạn nhé. Cũng có nhiều bác bình luận ở trên kênh là cũng bảo mình cũng đã từng nghĩ rồi và lấy cái máy hút cát, nhưng mà thật ra là ở dưới nước cứ nó lại ít rồi, ở trên này mới nhiều, tức là nó nằm ở trên bề mặt khô này nó rất là nhiều đấy. Máy xúc mà xúc lên thì nó lại lẫn dở thế, nên là đang bảo là chắc là gạt lớp trên đi cho dân bản vừa xúc xẻng vừa lọc sỏi to ra luôn. Đây này. Nếu mà có máy hút thì hút ở dưới đây này. Thế nhưng mà chắc cũng nó cũng không được nhiều như ở trên. Với lại là dưới này thì nhờ máy xúc người ta múc lên vài gầu rồi. Thoải mái mà xúc lên. Tại vì nó lẫn sỏi nhiều quá là hút cũng chắc là cũng khó đấy. Nó không như ở dưới sông. Ở đây là suối nên là cái loại sỏi to nó rất là nhiều. Cát này mà đổ bê tông thì phải nói là trên là tuyệt vời. Tại vì là cát nó rất là sạch các bạn ạ. Này, cát sạch. Cái chỗ này là cát thô nhé. Cát thô là đổ bê tông thì tuyệt vời rồi. Đấy. Còn phía bên này cát mịn cho các bạn xem. Sạch lắm, sạch hơn cả cát ở khu vực dưới mình trở lên cho dân bản mình phải mua ở thị xã ấy. Là còn sạch hơn đấy, không phải là bẩn đâu. Chỗ này dân bản người ta lấy rồi này. Đây. Đây. Sạch chưa? Đó. Đấy. Đẹp mà, vàng ươm này. Này chắc phải mất một ngày nữa anh Thức nhỉ? Cái này một buổi nữa nhỉ? Chiều mai chắc xong đúng không? Vâng. Đấy các bạn ạ, bên kia đơn vị giám sát quay lại thi công. Giám đốc đang đứng trên kia vừa mới xuống bàn với mình là dân bản có lấy được cái cây trống không để trống không 300 cây mà cái loại nó còn to thì mới đảm bảo. Thì mình cũng đưa các anh để nhìn xem những cái cây trống mà đợt trước mình lấy ấy, có mấy chục cây thôi. Thì các anh bảo cái này không được thì chắc là các anh phải thuê ở ngoài vào các bạn, thuê giàn giáo sắt vào. Thép với lại xi măng này chắc là ngày mai sẽ vào. Thì nếu mà dân bản mà hỗ trợ được các anh cái gì thì có bên giám sát người ta sẽ chấm không vào, và mai sau mà những cái công mà như kiểu mở đường này hay là máy xúc mà đào hộ dân bản những cái sân cái tiếp thì các anh ấy sẽ tính toán trao đổi công với nhau các bạn. Ví dụ là dân là bốc xi giúp các anh thì anh chấm công vào, mai sau đảo bê tông bằng máy xúc thì công của máy xúc thì sẽ sang ngang, thì giữa thôn bản sẽ chấm công và bên nhà thầu cũng chấm công. Đấy, lúc đấy sẽ tính toán với nhau để cho nó hợp lý. Công thì với cái khối lượng bê tông rất là lớn mà dân đảo thì cũng vất vả. Dân bản thì chắc là
sẽ ghép cốt pha và có thể là phụ các anh được những cái việc gì nó nhẹ nhàng, buộc sắt buộc thép gì đấy chẳng hạn thế. Còn cây trống thì không được rồi các bạn ấy. Cây trống thì không đảm bảo. Mai xi vào chú. Mai xi vào các bạn. Mai xi vào à? Chắc trường nó cũng nói chuyện qua với cháu rồi chứ. Dạ vâng, trường vừa nói cái đổi công thì thế nào thì anh em sẽ thống nhất là hai bên là sao sẽ ấy. Vâng vâng. Thì chú cứ nếu mà mai vào như nào thì phải báo trước cháu, ví dụ xuống buổi sáng hay là buổi chiều thì để cháu báo trước cho trưởng bản người ta nắm bắt và người ta sẽ hô quân cho chú cái số điện thoại của cháu. Vâng. Thế xong rồi chú chấm công vào và bên cháu cũng chấm công nhé chú nhé. Vâng. Xi là chú để đâu, để bãi này à? Chỗ này 1 lít trên kia 1 lít. Mai là vào bao nhiêu tấn chú? Chắc là vào mấy chục tấn. Mấy chục tấn cơ á? 50-60 tấn luôn. Úi dồi, thế thì phải đông người. Đông người. Thế phải hô đông đấy. Thép có vào luôn không? Thép vào luôn. À. Thép vào luôn thì cái đấy ra xúc thức nó lấy cát nó kéo không đây. Đúng rồi, máy xúc thôi đúng không? Người không làm được cái thép đấy. Xong là tập kết ở đâu để mà uốn máy? Nó chắc là thép sẽ tập kết đây luôn. À thế ạ. Các anh bảo là uốn ở ngoài kia nó cồng kềnh đúng không? Không, cái thép thì giao cho thức rồi, nó uốn muốn nó làm chỗ nào nó làm kệ nó. Vâng. Các anh bảo là uốn ở ngoài kia thì chở chở nó cồng kềnh quá thế nên là phải mang vào đây là uốn. Như thế nào để bàn giao là như thế nào để chú còn nắm được? Vâng, thế thì ngày mai đi, ngày mai là bọn cháu vào thôi. Ngày mai xong vào xong rồi bàn giao. Bàn giao như thế nào? Sổ xếp thế nào đấy vâng, để vâng. Chú còn nắm được. Vâng vâng, ok. Vì cái gì nó vào công trường là chú sẽ phải nắm hết. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Ok, vậy là ngày chiều ngày mai các bạn nhé, là bà con tiếp tục là làm việc xuống xi. Đấy, và phụ được những cái việc gì thì phụ các anh thì sẽ chấm công vào. Thôi chú làm nhé, có khi là cháu cũng xin phép đây. Vâng. Mai, chiều mai nhỉ? Chiều mai. Vâng. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Cố gắng là ngày mai sẽ có con đường lên thông lên để bà con lấy cát các bạn nhé. Đủ chế thôi.